Quyền Linh và Cát Tường chào đón quý vị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên, Hạ Màn. Nếu mà hồi trước giờ chính thức thì hầu như là chưa. Chưa có. Nếu được không có hình xăm, không hút thuốc, uống rượu, bia, nhậu, đặc biệt là đánh bài. Dạ. Sao bạn nói toàn là trò chơi của con trai không vậy? Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, giới thiệu đi bạn nam. Dạ thưa anh Linh, thưa quý vị khán giả, em tên là Nguyễn Quốc Thịnh, em người Quảng Nam, em đang làm việc ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc gì bạn? Dạ em làm bên công ty thuốc thú y ạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ em 27 tuổi chị. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em tên là Tú Anh, năm nay em 25 tuổi, hiện tại thì em đang làm giáo viên dạy tiếng Anh. Quê mình ở đâu em? Em ở Đắk Lắk chị. Ở Đắk Lắk, hiện giờ mình đang dạy ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng ạ. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Nếu mà hồi trước giờ chính thức thì hầu như là chưa chị. Chưa có. Bạn đề nghị cao quá đúng không? Dạ, hay sao? Dạ không phải, Huyền Linh ơi. Cái lúc mà người ta tới thì người ta làm quen thì mình không thấy ưng ý, cái đến hồi người ta quay đi rồi mình tự nhiên cái mình thấy minh mấy người ta vậy đó, xong đó thấy chưa. Bởi vậy anh Huyền Linh anh hay nói nè, chị em phụ nữ mình cũng phải nắm bắt thời cơ kịp lúc, chứ nhiều khi là nó chỉ cần trọt chút xíu thôi cái lỡ đi luôn vậy đó. Dạ. Nha, lần này nếu mà cảm thấy được là mình phải chụp lấy thời cơ liền đó. Dạ. Sơ yếu lý lịch sơ sơ về tình trường của cô gái bên kia. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ hồi cấp 3 thì em có thương một bạn học trên lớp, rồi bạn đi học đại học thì chia tay. 5 năm sau thì em có quen một người nữa. Mà quen mấy năm? Dạ quen thì cỡ nửa năm thôi. Thôi bỏ qua chuyện cũ. Dạ. Bây giờ mình sẽ tìm cho mình một người phụ nữ như thế nào? Em thì chắc cũng đơn giản thôi. Cái điều mà ưu tiên nhất là sống chân thành, sống giản dị. Nói chung là cái gương mặt thì nhìn dễ thương, cười tươi, có duyên chút, da với dáng dễ nhìn chút, không có hình xăm, nếu được không có hình xăm, không hút thuốc, uống rượu, bia, nhậu, đặc biệt là đánh bài. Dạ. Sao bạn nói toàn là trò chơi của con trai không vậy? Dạ tại em thấy một số phụ nữ cũng có, cho nên thôi mình cứ đưa ra trước vậy cho nó chắc anh. Rồi để chị hỏi bên đây coi, hút thuốc, xăm mình, đánh bài, em có dính cái nào không? Dạ chắc chưa chị. Chắc chưa hả? Em nói biết hết, sợ luôn em. Mình đặt ra cái chuẩn tìm một người bạn trai như thế nào? Mặc dù là em cũng không được ốm mà em lại không có thích người mà mập quá. Thứ hai là đầu không có bị hói. Sao tự nhiên em xuống tông chỗ gì em nói lớn lên em? Dạ đầu không có bị hói, với lại là thêm cái nữa là cao hơn em xíu rồi chị. Em muốn cao bao nhiêu? Dạ em thì 1m68 trở lên là được. Bên đây 86. Em có thích bạn trai có sở trường gì hay tài gì không? Dạ sở trường với tài thì em nghĩ là không cần, nhưng mà em thích người là thích tập thể dục thể thao, rồi nên nếu có quen thì cũng rủ nhau đi tập thể dục thể thao vậy thôi, cho nó khỏe vậy thôi. Để hỏi ảnh thôi, coi anh có thể thao không nha. Anh cao bao nhiêu? Dạ em cao chắc đạt yêu cầu 111.5% ở bên kia. Sao tự nhiên hại não tôi chi vậy? Thì bên kia đưa 1m68 thì 100 mấy% rồi. 1m75. Rồi có chơi thể thao gì không? Em chơi cầu lông tập tành thôi. Bây giờ bạn có cái điều gì mà bạn cảm thấy không thích ở người phụ nữ không? Dạ nói không thích thì hơi ngại, nhưng mà ví dụ như mà hô sơ sơ. Là thích hô sơ sơ? Không. Tức là không thích hô. Dạ dạ nói vậy đi cho ngắn ha. Bên đây không có hô sơ sơ, này hô nguyên hàm. Món món được không? Dạ món thì chắc có duyên hơn. Món có duyên hơn. Bây giờ đâu hết thích hết đất thử vậy một vài cái coi. Cứ cần phải làm khó nhau dữ. Đâu có làm khó đâu. Tại vì bạn gái bên này chỉ thích người bạn trai có chơi thể thao. Sao quý vị? Ráng làm gì vài chục cái coi. Thích chất lượng ha. Coi chừng cái lỗ mũi nha. Thôi được rồi. Ổn định rồi. Khỏe. Được. Bây giờ chừng nào tiến tới hôn nhân được, tôi gả luôn rồi đó. Dạ nếu mà tìm hiểu mà hai bên hợp thì chắc khoảng dưới năm đi chị. Bây giờ là trong một năm là đám cưới được đúng chưa? Dạ được. Rồi để tôi về tôi nói cho.
khỏe, cao, đẹp trai, hết đất 10 cái xác rạc được. Bà Mai phải làm khó quá ha. Đâu thầy về qua đây coi tao nói cái thì coi sao nghe em. Dạ. Trời, cô giáo dạy tiếng Anh dễ thương lắm. Oh, good morning. Dạ chưa rồi. Thì tôi mới ngủ dậy tôi tưởng là buổi sáng. À, anh bên đây thì anh hơi đẹp trai chút, nói thẳng gì luôn á nha, đàn trai là hơi đẹp trai đấy. Mà thường những người mà đẹp trai á thì hay có những bóng hồng xung quanh, có ghen không? Chắc là ghen anh. Ghen mà ví dụ là mình ghen vừa thôi, mà nếu mà người thấy người ta mà người ta mình đã thể hiện cái thái độ của mình như vậy rồi mà người ta vẫn cố tình người ta như vậy thì mình chắc là. Đặt trường hợp em thấy người yêu của em chở một cô gái đi trên đường mà cái tay để lên cái đùi, em sẽ làm gì ngay tức khắc? Chắc là em phải chạy về nhà xong rồi ăn cơm uống nước cho bình tĩnh rồi sau đó từ từ tính lắm, chứ còn nếu được cái này được. Trời hay vậy, thấy cái này tâm lý nè. Bởi vì khi mấy cô kia thấy cái tội nhào vô cái gì vậy, sao để tay lên đùi, biết đâu cái cô kia tự nhiên chạy, cô sợ cô vịn tay lên đùi vô tình em bắt gặp làm sao. Thí dụ vậy mình phải về nhà bình tĩnh để giải quyết. Không, để hỏi anh coi tại sao. Đúng rồi, em uống nước ăn cơm tắm rửa ngủ giấc sáng mai em hỏi. Tại vì thường mà em mà bị căng thẳng là tức giận là em phải kiếm gì em ăn trước cho đỡ tức trước. Được, cô này được, xử lý thì cũng rất là tốt ha. Thôi hỏi như đó cũng thấy được rồi đó. Tình hình là trai tài gái sắc. Vô. Riêng bà Mai cái vụ ghen này phải học hỏi cô này mới được. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến tư vấn của người thân đi ha. Em gái có đi với ai không em? Dạ em đi với lại em gái ruột với lại hai đứa em làm chung chỗ. Hỏi ý kiến em gái ruột trước đi. Em chào anh Huyền Linh với chị Cát Tường. Chào em. Tình hình anh để tương lai thế nào em? Em thấy anh cũng dễ thương. Về ngoại hình thì chắc là đạt rồi á. Em có yêu cầu gì anh để tương lai không? Nếu mà làm anh rể em á thì yêu thương chị em xíu. Tại chị cũng hiền lắm, mà nói chung là siêng lắm. Sáng dậy là chạy bộ xong rồi về nấu ăn cho cả nhà, xong rồi tối đi làm về là nấu ăn cho cả nhà luôn. Ổn đấy. Được nha. Cảm ơn mẫu em gái. Người vợ lý tưởng đấy. Rồi, mình đi với ai? Dạ em đi với cô Chính. Cô Chính. Dạ. Chào cô Chính. Dạ chào cô. À, chị xin chào Quyền Linh, chào Cát Tường. Theo ý kiến của cô thì cô nhìn cô thấy bé này thì cũng rất dễ thương và hiền. Và cũng có nhiều cái quan điểm đấy. Cô nhìn cô thấy là cũng hơi giống của cháu cô ấy. Thì cô cũng khuyên cháu cô thì nên hẹn hò đi rồi có thể có gì mình tìm hiểu thêm. Cảm ơn cô Chính. Khuyên em là hẹn hò để tìm hiểu sao. Cô Chính cũng thoáng. Rồi bây giờ mình kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt. Cặp đôi này xứng nè. Rồi gặp đi bạn. Chào. Tặng cho anh. Em tặng cho anh Cảm ơn em. Dạ. Anh là anh định mang theo quyển sách để tặng, nhưng mà vì sách rất là kén người cho nên là anh sợ rủi mà người không thích đọc sách thì nó không có ý nghĩa, cho nên là anh cuối cùng là anh tặng cái cây. Dạ. Em cũng thích cây lắm, nhưng mà hy vọng là anh thích cuốn sách này. Dạ. Là sở thích có vẻ giống nhau rồi ha. Rồi. Bây giờ mình cảm nhận về người đối diện lần đầu tiên gặp mặt. Khi mà tấm màn nhung kéo lên, thấy thế nào? Chị thấy luôn nha. Vẫn còn thấy hồi hộp. Anh thấy Tú Anh rất là dễ thương. Dạ cảm ơn anh. Thực sự nếu mà được cái hiền đó là cái mà anh có vẻ là anh cảm thấy vừa ý nhất. Em thấy thì nhiều khi mình cũng không thích người ta nghĩ mình hiền quá. Tại vì nếu mà người ta nghĩ mình hiền quá thì nhiều khi ăn hiếp. Thì em cũng không thích. Ủa em nghĩ sao cái mặt anh vậy, ăn hiếp được ai em? Em đâu biết được. Rồi, bây giờ mình sẽ nói một câu nào đó từ đáy lòng của mình ha. Này mình nói theo tiếng nói của con tim, nãy giờ mình cảm nhận thế nào để chúng ta có thể tiến hành bấm nút. Em nói trước. Em cảm thấy thì ngoại hình đúng như em gái em nói thì nhìn dễ thương. Dạ. Em thì nghĩ là con trai dễ thương với lại có nụ cười ấm áp. Em thích con trai có nụ cười mà nhìn ấm áp vậy. À, với lại về những cái quan điểm thì em thấy anh với lại em cũng có một số điểm hơi giống. Rồi bạn nam thấy thế nào? Thôi để em hát một câu đi ha. Rồi. Nếu em yêu cái mặn mà thì về Quảng Nam quê anh. Nếu em yêu cái nồng cay thì về Quảng Nam ân tình. Rồi về miền Trung nghe mùi xôi nếp mới. Rồi về nhà anh em làm dâu nhà anh.
Ôi người yêu sao cái chi răng mà rửa hỉ, ôi nghe thương sao cái bên đi bên tê, đức quảng ân tình nuôi anh từ thơ bé, đức quảng ân tình cho anh một dáng hình và cho anh những bước chân phong trần, anh mới gặp được em. Nếu em yêu cái mặn mà thì về Quảng Nam quê anh, nếu em yêu cái mặn nồng thì làm nàng dâu quê anh. Nắm tay quyền thế, nắm tay quyền thế. Tay ảnh lạnh quá. Nắm tay quyền thế. Chắc là ảnh được. Hình như họ quen từ bao giờ vậy? Cái nắm tay rất chặt. Ô, xứng đôi quá. Bạn gái. Em cảm giác thế nào? Cảm giác như thế nào? Cảm giác cũng không có xa lạ lắm. Mình dùng là mới lần đầu ạ. Không có xa lạ lắm. Tức là hình như đã gặp nhau ở đâu đó rồi. Trong mộng thì phải. Nào, trở về vị trí, chuẩn bị, bấm nút. Dù đã nắm tay rồi nhưng mà cũng phải làm thủ tục về ghế. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm các bạn. Nói gì nói, đây là giờ phút hết sức là thiêng liêng đối với các bạn. Nó sẽ đánh dấu một cái ngày thật ấn tượng. Và chúng ta sẽ không bao giờ quên ngày này các bạn nhé. 3 2 1 Hết thời gian. Bạn gái tặng bạn trai một cuốn sách Hạnh Phúc Đích Thực. Và đây chính là hạnh phúc đích thực. Chúng ta hãy gieo mầm để tình yêu lớn mãi các bạn nhé. Đây là vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Kiến Thắng. Các bạn sẽ có những buổi xem phim thật là lãng mạn để hiểu kỹ hơn. Dạ, cảm ơn. Hồi nãy nắm tay rồi, bây giờ nắm tiếp đi. Dạ, thôi, xíu rồi, nắm nhiều hơn. Không, nắm đi. Hôn nhau. Một cái hôn để kỷ niệm. Đó là thủ tục của chương trình đó bạn. Cái này chắc để sau. Không có để sau được. Bắt đầu. Hôn mà còn che lại nữa. Dạ em thấy bạn ngại quá nên che không kính lại cho bạn để ngại. À đây, quà tặng gửi cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ cảm ơn chị Tư. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ cảm ơn anh.